Những rắc rối xoay quanh nam em vẫn đang là chủ đề bàn tán sôi nổi trong khán giả. Mới đây, khi đang livestream hát hò với khán giả, nam em đột nhiên bật khóc khiến người xem vô cùng hoang mang. Cụ thể, lúc đang hát, rồi em sẽ gặp một chàng trai khác, nam em đã để lộ gương mặt buồn. Đến khi vào đoạn điệp khúc cao trào, rồi em sẽ gặp một chàng trai khác, biết cách yêu và che chở một cô gái có quá nhiều tổn thương thì nam em khóc nức nở. Người đẹp 9X phải ngừng hát, đưa cả hai tay lên lau vội nước mắt. Đúng lúc này, một người đàn ông lạ mặt bất ngờ đi qua đi lại sau lưng nam em. Người đàn ông không nói gì mà chỉ lướt qua màn hình. Khoảnh khắc xuất hiện vội vàng trong 2-3 giây của người đàn ông lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ. Không ít khán giả đồn đoán rằng người này chính là Hữu Cường, bạn trai của nam em. Chẳng lẽ nào sau màn cãi nhau ầm ĩ trên sóng livestream, Hữu Cường và nam em đã làm hòa? Tuy nhiên, thực tế thì đây chỉ là người chỉnh âm thanh, được nam em gọi đến nhà để giúp cô xử lý bản âm thanh. Trước đó, nam em tiết lộ đã đầu tư thiết bị, máy móc để phục vụ cho buổi hát live với tổng chi phí lên đến 1 tỷ đồng. Nam em cũng chia sẻ cô có kế hoạch làm live band tại nhà rồi phát trực tiếp trên mạng xã hội để khán giả gần xa tiện theo dõi. Khi không đi hát phòng trà, nam em tự bày ra việc hát tại nhà nhằm mục đích giải tỏa căng thẳng và đỡ nhớ nghề. Thêm nữa, việc đầu tư hoành tráng này cũng sẽ giúp các buổi phát trực tiếp của cô được chỉn chu, chất lượng hơn. Nam em sinh năm 1996, quê ở Tiền Giang. Lúc bé, vì gia đình nghèo nên nam em có cuộc sống khá khó khăn, vất vả. Nam em từng giành giải Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long. Sau đó, còn đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Earth và lọt vào top 8. Trong nhiều ngày qua, nam em là cái tên vướng nhiều ồn ào nhất showbiz Việt vì loạt phát ngôn trên mạng xã hội. Sau đó, cô cũng đã được mời đến làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Phía sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nam em lên đến con số 37,5 triệu đồng. Vừa qua, nam em cũng gây xôn xao khi chính thức đường ai nấy đi với bạn trai Bùi Hữu Cường. Lần gần nhất, trong buổi livestream tương tác với người hâm mộ, nam em xuất hiện với kiểu tóc mới lạ. Diện mạo này được nhiều khán giả khen ngợi, cho rằng khuôn mặt nam em tươi trẻ, rạng rỡ hơn. Tuy nhiên, cộng đồng mạng không khỏi hốt hoảng khi nghe nam em chia sẻ cô có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Nam em tiết lộ cô ăn chay mà lại ăn rất ít nên hay bị tụt huyết áp, nhưng nam em cũng không ăn mặn được nên đành cố nhịn đói để chờ đồ ăn. Nam em còn tâm sự cô muốn tắt livestream nhưng sợ sau đó nhỡ cô ngất xỉu sẽ không ai biết mà đưa đi viện, nên cô chỉ còn cách vẫn bật livestream nhưng ngồi im không nhúc nhích cho đỡ chóng mặt. Cô viết, em cũng muốn tắt livestream mà tắt là sụm nụ nên em phải dùng một xíu năng lực để ráng đợi đồ ăn, chứ em tắt livestream cái, em xỉu, không ai đưa đi bệnh viện nên bây giờ phải ngồi trụ, giờ không dám nhúc nhích, em mà nhúc nhích xíu là chóng mặt, kiểu ngồi cũng như bị đứng hình. Trước những tiết lộ về tình trạng sức khỏe đáng báo động của nam em, khán giả hy vọng cô nàng quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đồng thời cư dân mạng khuyên cô nên chú ý đến chế độ ăn uống và sinh hoạt thường ngày.